Thưa các bạn, vì lý do kỹ thuật cái status vừa rồi nó tự động ngắt, cho nên các bạn thông cảm và các bạn hãy chuẩn bị đón xem một giao lưu võ thuật giữa anh chàng Tây chúng ta với môn phái Vô Vi Nam. Vì status vừa rồi mất rồi, mong các bạn hãy chia sẻ status này lại giúp ép. Thật là bực mình quá đi khi mà một cái status đó bị mất rồi các bạn ạ. Và trước khi các bạn hãy đón xem cuộc giao lưu giữa Forex và môn phái Vô Vi Nam, thì các bạn hãy xem võ sư Nam Quỳnh Đạo biểu diễn nội công chiên điện. Có nào ấy, hai thằng nào biểu diễn cái nội công truyền điện cho người ta xem đi. Các bạn này là nữ võ sinh của Vô Nam, nhưng mà bị ép chơi một nội công truyền điện là giật luôn á. Không, Vô Nam mà không bị phản điện các bạn ơi. S có nội công truyền điện mà giật một cái phản điện. Vô Nam giữ. Các bạn hiện tại thì chúng tôi đang đứng ngoài đây hóng. Một số anh em mà đã hỏi là em tên gì và em học Vô Vi Nam lâu chưa rồi. Em tên Lương. Em học Vô Vi Nam được 15 năm. 15 năm nữa là năm nay là được bao nhiêu không? Bao nhiêu năm mà học rồi? Năm nay là 15 năm. 15 năm. Quýnh Vô Nam dữ quá. Thì sao cơ? Mới có gặp anh chàng nào dễ thương rồi cơ? Đi theo có dám, chắc người ta không dám đụng em đâu á. Có biết học Vô Vi Nam mà chắc có biết cái gì kẹp cổ đúng không? Thôi chơi kiểu đó anh không chịu đâu. Trời ơi, hỏi nhiều hỏi có chồng chưa nữa. Mấy người này nhiều chuyện thiệt luôn á. Thấy gái đẹp là thiệt tình là mấy người này. Đúng là trên mạng là bà bao đó. Thưa bạn này là 30 tuổi, rất là dễ thương. Hiện tại thì chưa chồng. Và bây giờ là ép cũng sẽ chuyển qua một cái chương trình khác. Đó là cái chương trình là bạn muốn hẹn hò. Thưa bạn, hôm nay là ở đây là cô em gái. Tên Quanh đúng không? Tên Nương. Tên Nương, 30 tuổi. 30 tuổi dưới, anh chứ nãy nói thật không là năm 15 năm rồi, học 15 năm nữa là phải 30 không? Em học 3. Năm nay là em 27. Xin lỗi, MC nói lộn 27 tuổi các bạn. MC nói lộn 27 tuổi. Em có thể cho các bạn biết là em đã trải qua bao nhiêu mối tình chưa? Không, đây anh đang muốn làm chưa? Và các bạn nam nào mà muốn tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò nhé, không, đây là một cô nữ sinh Vô Vi Nam rất là dễ thương. Với điều kiện nếu mà mở một bức màn các bạn ở phía trong thì các bạn hãy nhớ là chàng trai phải cao trên 1m7 nha, nhớ. Nếu mà bạn chàng trai đó là ít nhất là phải có mỏ nha. Nhớ thưa bạn, Tuyết Nương đã trải qua 3 mối tình. Chim giao hình như là anh thích số 3 thì mối tình đầu tiên là lúc mà còn thời mà đi học có học sinh đó, khi mà đúng không? Nhưng mà lúc đó thì là có mối tình ban đầu thì cũng chưa biết gì hết, cho nên là bắt đầu mới tự là bỏ. Xong rồi khi mà lên đại học thì quen một anh chàng sinh viên, nhưng mà vì lý do anh chàng sinh viên nghèo cho nên cũng bỏ. Xong rồi đó mới vô trường võ gặp anh học võ, xong rồi vô tình đá cái trúng mặt bỏ. Bây giờ cho nên lý do 27 tuổi vẫn còn ế. À.
thôi nó giỡn thôi các bạn, là trong lúc chờ đợi anh Tây khóe tới thì các bạn hãy không biết gì hết thì ép cũng phải là làm cho các bạn vui chơi vài ba câu vậy đó thôi. Các bạn thấy anh phóng viên này là anh phóng viên Hồng Lĩnh của đài VOH mà ảnh đã đang xem điện thoại rất là gọi là rất là nhiệt tình. Nhưng mà xin ra không phải đụng một cái là truyền điện luôn là trời ơi, thằng này nó bị trúng điện điện âm rồi cho nên là nó đụng cái điện xong nó thành quỷ sứ luôn. Cảm ơn bạn Đức Điền đã chia sẻ tới đây và hy vọng là nhiều bạn trẻ chia sẻ tới Tết này hơn nữa để cho Đức Ba sẽ gặp mặt được anh chàng Tây. Thưa bạn, vì lý do kỹ thuật thì anh chàng Tây của chúng ta không rành đường Việt Nam cho nên là khi mà anh chàng võ sư này đi đã bị taxi đi dẫn lộn đường, thay vì 150.000 tính thành 300.000. Nè, nói công truyền điện, hãy coi là công truyền điện. Thưa các bạn, rất tiếc là sau Tết đầu của chúng ta đã bị mất rồi. Và hy vọng là ở trong sau Tết này thì các bạn hãy chia sẻ để cho nhiều người chuẩn bị xem khuôn mặt của anh Tây khi tới giáo sư với môn phái Việt Nam như thế nào. Đây là các cúp Vôi Nam mà đội Hồ Chí Minh đạt được. Thưa các bạn, giải đồng bằng sông Cửu Long thì SCD và hiện nay thì S cũng đang xin hỗ trợ của các một số đơn vị để làm giải thưởng chúng ta. Thì anh em nào mà có muốn quảng bá hình ảnh của công ty mình hay là quảng bá hình ảnh của sản phẩm mình thì liên lạc ép để làm nhà hỗ trợ cho giải thưởng giải đạt được Cửu Long. Bạn Ngô Lộc ơi, thì S có thể phục vụ các bạn được cái gì thì S sẽ phục vụ, từ bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, nói chung bóng có ném tính thôi, bún thùng, nhảy dây và chơi banh đũa thì S cũng sẽ cố gắng phục vụ với các bạn. Bạn Mập Bambo ơi, S sẽ livestream giải đồng bằng sông Cửu Long và hy vọng là bạn hãy tiếp tục đồng hành với S và chia sẻ những sự tốt của S. Thưa bạn, đang đợi anh Tây mà anh Tây này tội anh quá, anh bị kẹt xe cho nên là bé phải ra đứng đường đứng đợi. Thưa bạn, anh Tây chuẩn bị tới rồi. Đây là võ sư Hưng ở nước ngoài ở mình mới về. Chắc là taxi nó lượn dẫn lộn đường rồi. Không có anh, hồi nãy đi
lộn đâu đó. Nãy qua cầu rồi mà giờ chưa tới, chắc nhiều cầu nào quá. Hồi nãy đó rồi là lộn cầu Chà Già thành cầu Bông, cho nên là 5 phút nữa nha. Rồi 5 phút nữa. Rồi ok anh, rồi 5 phút. Dạ, dạ. Các bạn hãy đứng đây đợi đây 5 phút nữa, chúng ta sẽ gặp anh chàng West, anh Tây của chúng ta. Nếu mà không có gì thay đổi thì 5 phút nữa thôi. À, môn kiếm tôi biết. Dạ, môn đó là một trong môn kiếm tập siêu nhất cũng nhất của chỗ này. Đó là sau, đó là sau này lập ra kendo của chỗ đó. Thì em có đi học ở Sinh. Sinh. Du học là tập du học là đam mê đấu đá gì không có bây giờ. Thì mình đi học mà học võ thì cái vậy mình sẽ tốn không tiền. Dạ, đi học võ thì ghét bạo động, ghét bạo động rồi. Đi hoàn toàn tôi rất là dở, không gì đặc biệt hết. Tôi thích võ chơi gì không. Thấy gì đi đập bóng bàn, đá banh rồi thì mình chơi võ. Nhưng mà giờ này cái súng mua cái súng. Bây giờ này mà bạo động cho nên chắc giờ mà tấu chết chi. Giờ này nếu mà người ta muốn giết người thì ta dùng cái súng cho tiện. Mà tập võ thì không còn là giết người hay là như là cái thể thao. Tập võ để tập ví dụ như là em học em làm báo chí thì học võ để tự vệ là chính. Đúng rồi. Đó là cái mục đích đầu tiên của em là vậy, nhưng mà khi mình đã trải qua cái học tự vệ rồi mình thấy cái việc học võ mình phải học thuật. Đúng rồi. Nó khó hơn. Đúng rồi. Tự vệ. Đúng rồi. Chứ võ dễ học. Võ thì học MMA được rồi, nhưng cái thuật thì khó. Ví dụ như là cái đầu nó có những cái nguyên lý khoa học. Thưa các bạn, các bạn hãy đón xem và chờ xem và đợi xem anh chàng Tây của ta 5 phút nữa sẽ có mặt ở đường của Vương Nam của chúng ta. Vậy là ngồi vì đi làm của anh thì anh vẫn đi dạy võ hả? Cứ dạy đó, ít anh cứ dạy thôi. 5 giờ. Ây da! Ôi xin lỗi. Alo. Em không biết, một thắc mắc là không biết là ở cái bỏ đường ở bên châu Âu, bên Úc thì họ quản lý có đường như thế nào? À khác nhiều lắm anh. Bọn cái đường ở Úc á thì họ tổ chức theo kiểu có thứ tự liên đoàn nằm trên Úc giữa đường độc lập hoàn toàn, tức là anh sẽ đóng tiền tham gia một cái tổ chức liên đoàn cả tới Úc như vậy, bảo hiểm được qua họ, nhưng mà về cái tổ chức theo tiền của anh hoàn toàn độc lập của anh, tức là đoàn thế thì mọi người tập trung thường xuyên. Việt Nam thì lại sẽ mình hơn võ sư này là anh học ở Việt Nam và tất cả 7-8 môn võ đang nói chuyện về võ cho các bạn nghe. Vì là có đường rất là tốt phí về vật chất đầu tư này nọ, nhưng mà cái đường học sinh đó, họ vào thì cái tiền họ không đóng có đủ, nhưng mà ở nước ngoài họ có một cái gọi là quy trình khép kín tất cả mọi thứ, cho nên là họ vừa có thể vừa có thể phát triển võ của họ, vừa có vật chất để họ thu phí thông minh. Dạ, tôi nghĩ nước ngoài á có hai thành phần, một thành phần là sống nghề võ đầu tư rất là lớn như đó, một thành phần nữa là họ đam mê, thì tôi nghĩ là ở nước ngoài người võ sống thoải mái, sống tốt, sống được luôn. Yeah. Nhất là các môn như karate, taekwondo. Của Việt Nam là phát triển mạnh trong đồng nghiệp, nó chưa thật sự đi sâu vào người Úc, nhưng mà thời gian. Cảm ơn bạn Tú Lê đã vừa chia sẻ cái này và hy vọng là các bạn khác cũng phải chia sẻ, và chúng ta hiện nay là rất đông anh em phóng viên đang đợi anh chàng Tây chúng ta tới, và anh chàng Tây chúng ta hôm nay thì hôm nay có lẽ là đang cầm cục kẹo cao su, nói chung là đang ngậm xương gôm. Các bạn cũng phải thông cảm cho anh Tây chúng ta vì anh Tây chúng ta không biết đường. Có cung sơn võ đạo, có một số việc có dấu ấn, nhưng mà thật sự chưa đi vào cái dòng chính mạch của võ thuật Úc. Nhưng mà cái thời gian thì các võ sư lớn tuổi đang truyền dạy cái môn võ cổ truyền của Việt Nam, hay là truyền dạy các môn võ cổ truyền Việt Nam, vẫn còn là thế hệ ở tầm mức 50-60, ngôn ngữ vẫn còn là vấn đề khó khăn. Trong khi đó cho dây năm nữa, các bạn ơi hãy đợi 5 phút nữa thôi, và các bạn hãy đợi một chút nữa, đừng có nôn nóng là không tốt. Nói chung mà những người học võ thì chúng ta phải có sự trầm tĩnh, bình tĩnh. Chém 1, chém 2 như vậy đi, còn rẻ thì cái chỗ bây giờ nó học chưa dùng tiếng Anh hoàn toàn luôn. Trong khi người Nhật u che rẻ là rẻ, cả thế giới này người ta học. Thưa bạn, nếu mà anh Tây mà anh muốn thách đấu quá thì Ad cũng sẽ đấu với anh Tây. Vì
là em mới thấy là tiếng người Nhật á, họ phát triển giải thưởng rất là hay. Họ đi đâu nó nhớ luôn. Yeah. Họ bắt người học võ phải học văn quán của họ. Tức là bước vô là chào kiểu họ. Chào quý họ là chào, đương nhiên là chào. Không chỉ đó mình dám chào nhưng mà vấn đề ngôn ngữ mình vẫn còn. Tôi nghĩ là cho thế hệ kế thời gian nữa thì có thể phát triển mạnh hơn, nhưng mà vấn đề mà yếu tố mà về văn hóa chưa học. Các bạn hãy chuẩn bị đón xem giao lưu. Dạ các bạn, hình như là gần tới rồi. Theo một chiếc taxi đang tới, nhưng mà không biết taxi này tới hay chưa. Cảm ơn bạn Tuấn Trương vừa chia sẻ. Đi taxi à? Giao đấu võ thuật Bảo Duy ơi, anh chàng Tây, các bạn tới rồi, anh tới rồi, đây, anh chàng Tây đã tới rồi, đúng không? Như vậy là giao lưu võ thuật, đây, anh chàng Tây đã tới rồi, Forest đã tới rồi, thưa các bạn hãy đón xem. Anh chàng Tây của chúng ta xuất hiện trên màn hình. Hello. Chưa có thôi. Trong phái đoàn của Forest thôi, còn Forest đang đi sao các bạn? Forest đang đi sao các bạn? Các bạn hãy nhớ chia sẻ like mạnh lên. Forest chuẩn bị tới rồi. Đó, Forest từ từ đang tới rồi. Chưa các bạn. Anh Forest đã tới rồi. Bỏ gì sạc luôn đi. Chơi dụng quay rồi. Các bạn anh chàng Tây cũng là đã có mặt. Dạ đúng rồi. Võ đường Vô Việt Nam. Võ đã có mặt. Các bạn. À dạ, chào anh. Xin lỗi anh. Các bạn hãy xem khuôn mặt của anh. Rất là hay luôn. Anh Quét ở này không đi với tay không. Mà hôm nay anh đã đi với một bó hoa. Có nghĩa là đây là một sự chỉ. Để giới thiệu ha. Rồi. Các anh em hãy like trang, like trên người chia sẻ clip này, mình xem coi anh chàng Tây chúng ta sẽ làm gì khi đến một phái của Việt Nam. Sau khi thất đấu không thành công với Nam Bình Đạo thì anh chàng Tây chúng ta đang tới Vui Nam, ở đường Vui Nam, nhà của thầy Nguyễn Văn Chiếu. Thank you.
Thầy chiếu đang bị chấn thương nhưng thầy không thể đứng được. Thầy cũng là hãy cầm Forex. Các bạn hãy chia sẻ sau tết này để xem giao lưu võ thuật giữa anh Trần Tây với Vua Việt Nam. Lời người lấy hai cái quà. Cái việc đánh nhau hay không thì ác không biết, mà chắc là không có đánh nhau, vì với khí thế này thì là chủ yếu là đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ông Lê Lê Sáng là trưởng môn bên đây, bạn của thầy đại sư Đông Anh, trưởng môn Đông Anh già, đại tổ linh. Người sáng lập ra môn Việt Nam ở Việt Nam cũng là bạn của võ sư Nam Anh. Võ sư Nam Anh cũng là sư phụ của anh Tây Quest của bạn. Đây là võ sư Trịnh Công Minh. Trịnh Công Minh là cục trưởng cục nguyên liệu miền Trung, là anh Tây của tôi. Anh Tây gặp tay gặp chân. Đông quá, không duyên đông quá. Để chúc tặng cho cái tổng thư ký của Campuchia làm cái nhưng mà thành bỏ cho tặng tổng thư ký trong kia không được. Bây giờ tôi cũng xin có cái quà một thì đợi thầy. Thầy dừng chân ở đâu không thể bắt con rất không dài. Thấy đây là tặng cái cà vạt của Vua Việt Nam. Tôi cũng thực hiện. Mời tổng thư ký của Campuchia ra đăng ký. Hỏi chừng nào đánh thì ép cũng không biết nữa, cái này tao nói giao luôn.
phó chủ tịch với tổng thư ký của liên đoàn Campuchia sang bên đây tập huấn, mấy em đang tập huấn để chuẩn bị giải quyết thế giới trùng hợp có cái buổi gặp gỡ anh này. Thưa các bạn, anh đã phát được correct về gọi đi cho tham gia chương trình là bạn muốn ăn hò là bị rớt chắc, tại vì gái Việt Nam không thích thối, không thích bụng bự, cho nên là anh này là đầu thối là không bật được. Anh Tôi rất là vui mừng cũng như là vinh dự được và trân trọng, và cũng mong rằng cái mối giao hữu tình nghĩa trong võ thuật giữa quân phái Bình Xuân và Vô Việt Nam luôn nó tiếp tục phát triển bền vững, không phải ở Việt Nam mà nó ở nhiều nước ở trên thế giới. Cho tôi được gửi lời kính tâm đại sư Nam Anh và tôi muốn mời. Tôi nhớ không lầm là tôi cũng đã đến nhiều lần gặp thầy Hổ Lâm, mình như là ở quận 10 ở gần cái tổ đường của chúng tôi, mà thầy là mất rồi. Thầy có cái bộ mà cắt tay tập trung, tôi vào nhà thầy ở trong một cái hẻm thầy Hồ ấy hay đâu à đồ Nguyễn Chính Thành chính xác, như này lên cũng nằm bên tay phải, cho nên tôi cũng rất là quen. Tức là những phần cuối của thầy Trần Huy Phong là
thầy Trần Quý Phong là người đứng sau kế của thầy và chị Xuân Phong. Thì thầy cũng là ở đây, thầy cũng đang mặt được. Không gì có thể phá vỡ được, gây sự kiện một lần không thể có được, vì nó kéo dài ba đời. Khẳng định nhấn mạnh lại như vậy, và ở trong hàng ngũ các võ sư Đại Xuân chúng tôi có rất nhiều người đã có liên quan ruột thịt tiếp là sẽ chiếu ra sản phẩm tư nhân để huấn luyện, thì mình lại đi theo cái con đường một số công trình nghiên cứu khoa học. À vậy à? Dạ. Bây giờ người con sư phụ làm việc là làm chuyên sinh đi. Không đi được làm chuyên sinh lắm. Thầy Vang đây ngày xưa cũng là lúc mình học thì thầy Vang là bằng đây để dì đắng rồi, chuyên môn biểu diễn bài múa. Còn hai người thầy mà mình gọi là thầy Flores thưa thầy, thầy en français pour en français il y a la règle des trois. La règle des trois, c'est quelque chose qui est très connu par tout le monde, et la première fois le grand maître Hawalo était très ami cher avec le grand maître fondateur de cette école. Il y avait déjà une relation du cœur, justement. La deuxième rencontre, c'est le grand maître avec John Bifon aussi, qui ont passé un moment très proche ensemble. Et aujourd'hui, c'est la troisième. C'est une belle conclusion des deux très deux grandes écoles qui se réunissent pour sceller une amitié du passé aujourd'hui et à l'avenir. Thưa với quý thầy, anh Flores nhắc lại cái sự trình bày của thầy Tùng cũng như là của sự bổ sung của tôi, nhưng anh có bổ sung một cái ý là nó rất là mang đậm cái sự chất là triết lý của Đông Phương và anh đã học được, tức là cái quy luật về con số 3, cái gì cũng có cái 3, số 3 là nó sơ trung cao, nó tượng trưng cho một cái gì đầy đủ trong cái triết lý Đông Phương. Thì như vậy anh ấy rõ hơn là cái thế hệ thứ nhất là của thầy Hồ Mẹ Lâm với lại cố bộ sư Sáu Tổ Nguyễn Lộc, rồi cái con hệ thứ đời thứ hai là của đại sư Nam Anh với lại đại sư Trần Quý Phong, cũng như với đại sư Lê Sáng, nhưng mà ngắn hơn trong cái giai đoạn đặc biệt của bối cảnh lịch sử thì chưa đã biết rồi. Thế còn cái đời thứ ba của chúng của các anh ấy chính là chúng ta đây là cái đời thứ ba, và khi con số linh số là một lần linh số của cái triết lý của nó thì phải tăng đảm bảo thứ đó là nó sẽ giúp cho cái sự bền chặt, cái sự bền vững vĩnh cửu của cái tinh thần của này. Và ba số ba nó cũng thể hiện đã trong quá khứ thì trong hiện tại, và khẳng định luôn là tương lai. Tôi cũng gọi là cũng tạm thay mặt cái đời thứ ba, thì các anh em có mặt ở đây thì cũng xin ghi nhận cái quan niệm đó, là sẽ tiếp tục và giữ gìn trong cái tương lai cho nó mãi mãi tốt đẹp. Donc maître Chiếu, le grand maître Chiếu, au nom de représentant toute l'école de Romain de Borao ici, représente la troisième génération, et il respecte, il partage, et il respecte cette tradition philosophique de l'Orient, et donc il aura la responsabilité de développer, de préserver l'Orient et de développer dans l'avenir pour l'éviter. Xin
mời anh dùng nước và trái cây coi như một cái đại gia đình 247 và mời các cả anh em báo báo đài cũng vui. Veuillez considérer comme une grande famille les deux écoles. Còn lại mời ăn trái cây. That's where I'm going more, because on the street I can feel more the people. Yeah. It's more close to the people. Exact contact. I contact more the people. And how about the Vietnamese people? Vietnamese people, when you get the truck, when you get the truck, they open the house. They're very generous. This is something we discovered here. This time the house is made very much for the This is the 8th time. I live here 2007-2010, 3 years. 3 years over here? Yes. You will be able to do this on the Công nhận men nhà báo nhiều chuyện ghê á. Còn phải xíu mà đi cho đông vô. Mà trong đó có S nữa. Thưa bạn thì đấu hay không mình không biết, nhưng mà bây giờ đây là cuộc gặp gỡ giao lưu võ thuật trước, sau đó múa và đường quyền cũng được. I have four of my brothers came with me. My brothers are in martial art. But actually, only one is not in the martial art. Miss Silvera is the ex-champion of Canadian boxing. Oh, really? Heavyweight champion, yes. We make friendship and I invited him to discover Vietnam and the Kung Fu. Because he now discovered Kung Fu. Có cái tiết mục cho các anh em báo đài hội thăm cho các anh em. Đây cũng có đại diện báo cũng cũng. Vâng, mời các đại diện. Vậy bây giờ vô chút điện cho con ha.
Hỏi câu đầu tiên cho con là thưa ông thì ông sang Việt Nam giao đấu là với mục đích là giao lưu võ học hay là mình để khẳng định cái võ thế và võ của mình ạ? Votre but de visite au Vietnam, est-ce que c'est pour seulement les échanges techniques ou bien pour affirmer la position de votre corps? Aucun de deux. C'était pour démontrer la valeur des arts martiaux traditionnels vietnamiens et que les mondes puissent découvrir les joyaux précieux qui sont au Vietnam. Donc c'est mon but principal. Et... Ah, mais c'est sûr, ça c'est la priorité, c'est démasquer les faux. Thì mục đích của ông ta đến Việt Nam là hoàn toàn không phải là để giao lưu hoặc giao đấu hay là để khẳng định cái vị trí của môn phái của mình, hoàn toàn không hề có. Mà cái mục đích chính là để gật mặt nạ những cái trò lừa bịp, lừa đảo nó làm hại cho cả một cái thế hệ trẻ. Đó là cái mục tiêu chính, là để gật mặt nạ những cái trò bịp trong võ thuật nó bôi mát luôn, rồi sau đó là để tìm ra những cái chân giá trị để đưa tôn vinh lên cái võ thuật cũng như con người của Việt Nam. Có một cái nền võ thuật ông ta học với một vị thầy Việt Nam và ông ta trân trọng với lại những cái kho tàng văn hóa, trong đó võ thuật là đại diện cho cái nền văn hóa sâu sâu đồng của người nói chung Việt Nam nói riêng. Như vậy thì là ông nghi ngờ tới cái võ điện của Huỳnh Tấn Kiệt phải không ạ? Và mục đích giao lưu với Huỳnh Tấn Kiệt là về võ đạo hay là về để tìm hiểu về võ điện của võ sư Huỳnh Tấn Kiệt ạ? Alors, donc, vous avez des doutes, vous ne croyez pas à l'interlocution de M. Huỳnh Tấn Kiệt. Alors, donc, votre but, c'est pour faire des échanges techniques et avec lui, vous cherchez à comprendre ce qu'est ce phénomène de l'interlocution. C'était pour, au début, c'était juste un poignet de main. S'il était capable de m'électrocuter, déjà dit, je l'avais mis genoux devant lui, mais je savais que ce n'était pas vrai. Donc, c'était le but premier. Thì cái mục đích chính của ông ta đó là chỉ để gọi là chứng minh cái điều mà ông ta không tin là ông Tuấn Kiệt không thể có cái khả năng đó, và ông ta rất lịch sự để mà chỉ xin yêu cầu là bắt tay. Thì cái bắt tay đó là nếu ông Tuấn Kiệt có khả năng làm cho ông thấy tình tê thì ông sẽ lại nói trước là có thể là xin bái sư ông Tuấn Kiệt luôn. Vì ông, nếu mà con người thực sự có khả năng đó, nhưng mà ông ta cũng thừa biết là không có khả năng đó, cho nên khi mà ông ta biết rằng là cái điều đó là không đúng sự thật thì ông ta phải có cái trách nhiệm để nói lên, để sống lời tên chùa giới trẻ. Rồi, câu hỏi tiếp theo là hai trận đấu với hai võ sư ở ngoài miền Bắc đó, thì Forrest là thắng hai võ sư ngoài đó, thì theo Forrest thì cái chuyện thắng hai người đó là vì mình quá là chênh lệch về độ tuổi cũng như là cân nặng hoặc ngoại hình hay là về võ thuật ạ? Alors, vous avez deux victoires, et envers deux personnes qui ont une taille plus petite, de quoi plus faible. Alors, à votre avis, si vous avez pu gagner, c'est grâce à ces avantages de taille et de quoi combien, c'est la supériorité de votre technique. C'était technique. De quel fait? C'était technique car tout le monde a pu observer que j'utilisais 40% de ma force. J'ai utilisé les mains ouvertes et même dans les deuxièmes, j'ai enlevé mes bras pour rasa et kika. Thì đồng ý là nó có một cái sự chênh lệch về thể hình, tuổi tác, vân vân. Nhưng như các bạn am tường của tôi cũng đã nhận ra qua cái điều đó, thì anh Torres là đã không sử dụng hết cái sức mạnh của mình ở trận thứ nhất với lại Đại Đồng Bảo Châu. Thì Torres dùng cái bàn tay, mà trong cái điều này tôi xin nói với mặt Torres nói ngắn gọn là thầy Đoàn Đình Lâm là trưởng bộ của karate Suzuku đến trường Vũng Tàu ở ngoài đó cũng đã khẳng định nếu mà Flores mà sử dụng hết sức mạnh của Thịnh Xuân thì e rằng là thầy Đoàn Bảo Châu là chấn thương nặng hơn. Thì rõ ràng là kỹ thuật mà nói là ông ta dùng cái bàn tay trưởng bộ vào không có lắm là cái sở trường của Thịnh Xuân. Đồng thời ở cái trận thứ hai với thầy Trần Thị Hòa Linh thì ông Flores cũng nói rằng là không dùng chân, chỉ dùng tay,
hỏi Fred một câu hỏi nữa là những ngày qua thì truyền thông của Việt Nam có đưa tin là Fred đã nhận lời mời thi đấu với võ sĩ Cung Lê. Tốt Việt thì là một trong những võ sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam cũng rất khá là tên tuổi, thì xin Fred cho biết là cái Fred có tự tin về trận đấu ngày hôm nay, trận đấu với Cung Lê không, và ông có nghĩ là Cung Lê một người dễ bị đánh bại không? Maintenant, il y a plein de rumeurs que toi, tu as accepté, tu as relevé le défi avec Kungli, voilà, un fameux professionnel boxeur du MMA. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourriez vaincre Kungli dans son Non, ce n'est pas des rumeurs, c'est une vérité. C'était confirmé depuis hier et même aujourd'hui. Et c'est un adversaire de taille justement, et j'ai accepté son challenge, car c'est ça les amortions. Plus qu'ils sont grands, mais plus qu'on est content. Ok, comme on va l'animer ici. Et surtout, c'est une cause qui est entre le noir et le blanc. Okay. Lui, de la manière qu'il s'est présenté, il représente l'arrogance, et il se bat juste pour... des causes monétaires ou des choses qui sont contre notre philosophie, que nous nous battons pour des causes nobles, l'honneur et les codes des amortiers. Et đúng là như không phải là tin đồn nữa mà đó là sự thật, là ông Cung Lê có thách đấu Flores thì ông Flores sẵn sàng và vui vẻ nhận lời, cho dù đó là một đối thủ là phải nói rằng là nặng ký và có thể nói là hơn ông ta về những kinh nghiệm cũng như là về tâm lý. Nhưng ở trong cái vấn đề mà nhận lời thách đấu này thì Flores là phân định cho rõ là lý do gì ông Cung Lê đã thách đấu với Flores. Khi mà ông Cung Lê biết được rằng cái nguyên nhân để ông Flores thách đấu ông Huỳnh Tuấn Kiệt là chẳng qua là vì cái gọi là có thể gọi là cái chính nghĩa, thì nếu ông Cung Lê một cách ngạo mạn chứ không phải là việc về cái tuyên bố rằng là nếu mà Flores dám đấu thì là sẽ phải tốn tiền các viện phí nhà thương, thì cái đó là một cái sự xúc phạm nó ngạo mạn quá. Mà đồng thời khi ông Cung Lê thách đấu như vậy thì có nghĩa là ông Cung Lê đã đứng về phe ông Huỳnh Tuấn Kiệt sao? Và cái lý do mà ông Flores thách đấu ông Huỳnh Tuấn Kiệt là để có thể nói là cái chính nghĩa, để đặt mặt hạ đó là một cái nghĩa cao đẹp. Mà nếu ông Cung Lê thách đấu chỉ vì hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh, hoặc là vì lý do gì khác mà coi như là chống lại cái chính nghĩa đó, thì hóa ra là nó ngược lại với tôn chỉ đạo của đạo của học. Các bạn có ai có câu hỏi không? Xin hỏi một câu là đến hiện tại thì có thể nói Huỳnh Tuấn Kiệt không gặp Flores và có sự can thiệp của luật pháp Việt Nam thì cơ hội để Flores và Huỳnh Tuấn Kiệt gặp nhau có, thì xin hỏi Flores là Vu tout le déroulement avec Huỳnh Tuấn Kiệt, maintenant il y a l'intervention de la loi, des fédérations, etc. Donc, moi, vous êtes engagé. Mais est-ce que vous poursuivez toujours, continuez à chercher l'occasion de voir J'ai déjà prouvé ce que je voulais faire. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Les actions parlent plus que les paroles. Depuis le début, je savais que qu'est-ce qu'il lui faisait, c'était pas vrai. Mon objectif, c'est juste montrer une voix. Je savais qu'il n'y avait jamais assez. Donc maintenant, c'est plus à moi de faire. C'est au reste. Thì là cái hành động nó đã chứng minh cái gọi là cái lời nói cũng như là cái ý định của Flores, nghĩa là gì? Là Flores muốn gặp để kiểm chứng cái điều đó ngay trước cái sự ngăn trở đó, thì anh ta là biết là hết cái người cùng rồi. Mà thật ra anh ta cũng thừa biết trước rằng là ông Tuấn Kiệt là không đúng sự thật, thì ông Tuấn Kiệt sẽ phải tránh hơn, cũng làm sao mà đứng ra chứng minh được. Thì và ông ta cũng biết rằng là không thể có cơ hội gặp mình Tuấn Kiệt nữa. Thì bây giờ anh Flores nói rằng nhiệm vụ của anh ta đã hết, đã giống lên được cái tiếng chuông cảnh tỉnh, thì mọi người bây giờ phần còn lại là các cơ quan chức năng hay là các bạn sẽ mà trụ sự thật mà là, thì là sẽ là bắt mặt anh Tuấn Kiệt, anh Flores hết nhiệm vụ rồi. Vậy ông sẽ có một buổi giao lưu nào giữa Huỳnh Xuân Nam Anh của mình tại đình Nam Trơn với lại một bãi đông đảo. Nghe thôi, mời chị Yuka.
dân Hồng Kông là có dự kiến cho rằng ông đến Việt Nam mà đang lòng lòng của thời gian, tức là ông di chuyển hai đội ông quay đến hai buổi xe yếu xong rồi ông mở cửa một cái du lịch đấy, ông vào đây lòng lòng của thành phố Hồ Chí Minh đó và alors quand on sur le voilà il y a des gens là puis votre revenu au Vietnam ça comment dire créer une pagaille au Vietnam mais déjà vous avez 22 mètres mais ils sont de petite taille puis là maintenant vous entrez dans le monde au sud et vous créez de la pagaille. Moi j'agis selon l'enseignement traditionnel vietnamien et la culture du Kung Fu traditionnel, les biens, les beaux et les vrais. Okay? Et je suis ce principe-là, et tout le monde qui suit ce principe-là savent que quand on doit montrer du droit, ça dérange, mais c'est un devoir, on va le faire. Et au Torres, là, nous sommes des gens qui ont học lâu năm về cái triết lý của Đông Phương, cái văn hóa của Đông Phương, để hướng những cái giá trị đến cái chân thiện mỹ. Thì khi mà đã làm những cái việc mà vừa qua thì chúng ta chỉ làm theo cái đạo lý của văn hóa của Đông Phương, chúng ta thấy là cái sự sai trái do các vị đó gọi là mời trước, tôi có thể nói là không mời trước và nó có hai cái ở chỗ này tôi xin triển khai tôi sẽ lại bằng cái gọi là cái câu nguyên tắc tôi xin nhớ cái đó hai này. Cái thứ nhất, khi một người lớn tuổi hơn mình cũng là võ sư mà mời mình mà nếu mình từ chối thì cái đó gọi là bất nhã, bất lễ, vô lễ, mình phải gọi là nghiêm kính của bản thân mình. Nhưng mà khi mà mình gọi là cái nếu không thì mình gọi là vui tôi chê ông già yếu tôi không thành công thôi mới vô lễ. Nhưng mà khi mình nhận lời để được người ta chỉ người ta nói cho thì mình phải thể hiện là đánh nhẹ nhàng hay là như thế nào thì mình phải sợ để không dùng chân đối với mày linh dùng lòng bàn tay đối với mình trong bộ tì hoặc là trong cái gì để mình gọi là lòng lại trong cái chỗ cái thời gian Thank you.
con hát ma voiture 2009. Je suis retourné trois fois à Hanoï pour chercher mon rematch. Trois fois, il a refusé. Après trois fois, j'ai déjà la conclusion. Et cette année, quand je suis venu, il ne s'est pas manifesté. Seulement deux heures avant que je prenne l'avion pour venir à Ho Chi Minh, il est apparu. Okay. C'est trop tard. Oui. Donc après trois refus, je peux rien faire. C'est lui qui a perdu. Ah oui, en plus il demandait le permis. Pourtant la première fois, il n'y a pas besoin de permis. Donc c'est plus ironique. Đúng là năm 2008 là anh Forrest có một cái trận giao thua ở Việt Nam, thì trong cái tinh thần gọi là phục thiện cũng như là cầu tiến và đến kết thành phố, thì sau đó Forrest về Canada có tập luyện cái hạng cân cân và vui vẻ mời anh Tuấn Hà để xin được tái đấu ba lần liên tiếp trong bao nhiêu năm, từ 2008 đến 2002 là qua ba lần mà anh Forrest là mời xin tái đấu với hạng cân cân không trả lời hoặc là từ chối. Thì Torres là cái người hiểu cái lý rằng là con số 3 hồi nãy là quá tam ba bệnh, cho nên lần này về anh đây về Việt Nam mục đích chỉ là lần mặt nạ kiệt thôi. Nhưng mà khi anh Torres ra Hà Nội để nhận lời mời của hai vị ở Hồ Châu và Bình Linh, thì anh Tuấn Hà không hề lên tiếng để nói rằng là bây giờ anh có đến Việt Nam và anh không muốn tái đấu này, thì không hề thôi. Coi như là Tuấn Hà không ra mặt. Nhưng đến cái buổi tối mà Torres vào thành phố Hồ Chí Minh, trước 2 giờ trước khi lên máy bay, thì lúc đó lại có sự kiện thông tin là Tuấn Hà sẵn sàng đấu này, nhưng mà kèm theo một điều kiện là phải xin giấy phép. Nếu Torres quá muộn rồi mà Tuấn Hà là bảo là phải xin giấy phép, trong khi hồi 2008 không có giấy phép, thì bây giờ phải xin biết đến bao giờ thì thôi đành chịu thôi. Torres. Thì la dernière chose c'est qu'il a dit qu'il n'était pas au courant que je voulais mon rematch. Je trouve ça drôle, au moins qu'il vit dans une caverne parce qu'il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de téléphone. Comment est-ce que je fais qu'il n'est pas au courant? Et puis, dès le moment où je dis que je veux le rematch. Lúc mà anh Tuấn Hà mà tái xuất trước khi ông mới về, thì Tuấn Hà nói là trước giờ tôi không biết là ông Torres là có muốn xin tái đấu hay là cái gì, thì cái điều đó ông Torres nó lạ, tại vì trước đợi ba lần đó thì đều nếu ông Tuấn Hà nó không hề coi trên Facebook hay là trên điện thoại cá nhân cái gì đó, nói chung là có một cái tiếp Hà ở Hà Nội. Nếu bây giờ Tuấn Hà thưa với lại quý thầy, thưa với quý thầy là anh Torres muốn nói với lại các phóng viên ở đây là không phải là anh là cái ngôi sao để kết thúc quý vị là tại vì ở đây là nghĩa của đình của người Nga thì có tạo nên các em phải gọi là phải biết tôn trọng chủ nhà là cái quý vị thầy của mình. I did already everything I need to do for the future.
Cái đầu này mà nhỏ giọt nước rồi nó chảy tới ngón chân luôn á. Today for me was a big day, and after I will try to enjoy my stay. Be careful, still have some for security reasons, I know. Because I don't use his name, but he's very rich, very powerful, and he's very angry. Thưa bạn, thì nãy giờ bạn thì đã nghe anh chàng Tây nói là mục đích của anh qua đây là chủ yếu là để lật mặt phái Nam Bình Đạo, lật mặt cái truyền điện, chứ không phải là mục đích gì. Nói chung là mục đích cũng như là mục đích một thôi. Thôi rồi, về thôi, không còn gì hấp dẫn. Đây là chủ yếu là tới thăm hỏi giao lưu. Bây giờ không có ai thách đấu với anh chàng Tây này thì ép ra thách đấu ha. Coi đứa nào phun nước miếng xa hơn. Ai? Yeah.
Thưa các bạn, thì còn khoảng vài ngày nữa thôi là VF sẽ về Canada. Thách đấu không được là về Canada. Phòng võ, phòng võ. Bây giờ xem võ nhá. Mà có đấu võ hay không thì không biết, nhưng mà biểu diễn võ thì chắc là sẽ có. Can you go up?
This lady here, one of the most famous Birmingham đây. Bây giờ chúng ta đang có ở mặt ở Võ Đương ở Việt Nam. Đây là một phòng tập của Việt Nam ở nhà thầy Chiếu. Everyone knows this lady. Yes, when you get the photo together with Doris. I think you're looking at you. Okay, can we take a picture? Yeah, of course. Đừng có giơ tay lên thách đấu nữa rồi, mệt lắm nha cưng. Về dịch tích là chờ nam chửi nữ rồi. Beautiful. Yes, this is place where and this is the founder there? Yes, this is father. The founder of Master Nguyễn Lập. He's the one who's friend with for Hoa Long. Oh no, no, other one. The one on the bottom. Yes, Master Phong. Master Phong. He's a trưởng môn đệ tam, like the third generation headmaster. Ah, okay, okay, okay. Master Nguyễn Lập. That's his original. Yes. The troisième grand maître de région. Monsieur Nguyễn Lập, c'est le maître dirigeant mais également fondateur. Yes, he is one of the good friends of Master. Very good friend. It's Master Man who's like with his seat. Yes, he's the one. He is the one. Okay. Yes, can be found. Can be found. Okay. I find his face. Yes. Last time, this is busy for the World Championship in North Vietnam. North Vietnam. Qua đây ở đây lâu không ta? Đâu ấy? Quen rồi. Yeah. Yes, she is the Korean champion. Many, many here. And what a very famous. Vâng, nhưng mà anh hỏi hoặc anh hỏi tiếng Anh hoặc là anh nếu anh muốn không dạy tiếng Anh thì tôi sẽ nhờ tôi sẽ cứ hay hỏi tiếng Anh. À, tôi không giỏi tiếng Anh, chờ chút nhờ ông kia để ông dịch cho. Quýnh rồi, quýnh thế nào? Mình có tập võ ở đây không anh? Yes, so yes, Forest, so this is the place, yeah? Yes. Very honored to be here. Yes, very, yes, yes. Thank you. Thank you.
Chụp ảnh nóng lên lên. You are part of the good news that I have here in Vietnam. Thank you. Discovering you was really something. I want you to be treated fairly and properly and respect. Yeah. Because they are misunderstanding. The people who are I think these are. I didn't get any more. He's the big warrior here. You can find him on him. No, he's the big. I don't want to do no. Beautiful. He's the hidden dragon. Yes, he is. I scared him. No, he's the hidden one. I'm the one. That's a beautiful picture. Yeah. Black. Yeah. Okay. Oh. Nhìn là gương mặt là biểu cảm đó. Chụp xong mà cười. Cái gương mặt biểu cảm quá. Thần thái quá. Về không có gì hết. Các bạn thì hồi ngày hôm nay là chủ yếu là Forest sẽ tới ở đường Việt Nam để giao lưu như là thăm hỏi các võ sư của Việt Nam, và chúng ta cũng không có gì hết cho nên thôi việc chúng ta tạm ngưng. Thôi bây giờ Ad cũng đói bụng rồi, bây giờ Ad về nhà ăn cơm, nó đói bụng quá rồi. Thôi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn là ở giải Đồng bằng sông Cửu Long nhé. Đồng bằng sông Cửu Long thì Ad có live stream á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.